Bên cạnh NBA, đấu trường Olympic được xem là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất đối với các cầu thủ bóng rổ trên toàn thế giới. Khác với FIBA, nơi các siêu sao không mấy mặn mà, thì Thế vận hội được xem là nơi tranh tài đỉnh cao của những nền bóng rổ hàng đầu thế giới. Quan trọng hơn, đây là dịp mà các cầu thủ có thể đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao quốc gia mình và mang lại vinh quang cho đất nước. Kể từ khi ban tổ chức Olympic cho phép các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thi đấu tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, đội tuyển Mỹ đã luôn trình làng tập hợp của những siêu sao hàng đầu NBA đến tranh tài, và như một lẽ tất nhiên, tấm huy chương vàng Thế vận hội luôn nằm trong tầm tay của cường quốc bóng rổ này. Từ thế hệ Dream Team 92 của những Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird cho đến dàn siêu sao trong mơ với Kobe Bryant, LeBron James dẫn đầu tại hai kỳ Thế vận hội 2008 và 2012, kể cả những Kevin Durant, Kyrie Irving, Jimmy Butler 2016. Chưa bao giờ xứ cờ hoa đánh rơi vàng tại một kỳ Olympics, chỉ trừ mùa hè tại Athens năm 2004. Thế nhưng có lẽ nhiều tín đồ bóng cam sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng siêu sao của Golden State Warriors, Stephen Curry chưa bao giờ có vinh dự được bước lên bục nhận huy chương tại một kỳ Thế vận hội. Trong video về ngày hội All-Star 2021, tôi đã từng đề cập chi tiết rằng đây là lần đầu tiên Stephen Curry và LeBron James cùng đấu chung một màu áo. Nhiều bạn đã thắc mắc, chẳng phải họ cùng thi đấu cho đội tuyển Mỹ sao? Đúng là như vậy, nhưng Curry chưa bao giờ có cơ hội được thi đấu tại Olympic trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Bếp trưởng chỉ tham dự hai kỳ FIBA World Cup 2010 và 2014, nơi LeBron James không góp mặt. Anh cùng các đồng đội đã mang về hai tấm huy chương vàng cho Hoa Kỳ. Và đó là những dấu ấn của Curry khi thi đấu cho đội tuyển. Còn với đấu trường Olympic, anh dường như không có duyên khi liên tục bỏ lỡ cơ hội với nhiều lý do khác nhau. Stephen Curry thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2009, anh được Golden State Warriors chọn ở kỳ draft năm ấy. Năm 2012, Olympic được tổ chức tại London, Vương quốc Anh. Khi ấy, Curry đã có những thành tích nhất định tại NBA. Anh đã ghi trung bình 22,9 điểm, 7 kiến tạo mỗi trận. Đặc biệt, khả năng ném 3 thần sâu khiến Curry nổi lên nhanh chóng. Hơn nữa, hậu vệ sinh năm 88 đã có màn trình diễn ấn tượng tại kỳ FIBA World Cup 2010. Có thể khẳng định rằng Stephen Curry khi ấy đủ tài năng để có một suất tham dự Olympic 2012. Đáng tiếc rằng đội hình tuyển Mỹ khi ấy đã quá chật chội với những anh tài hàng đầu của NBA. Thi đấu ở vị trí hậu vệ khi đó có một thần dẫn bóng là Chris Paul đẳng cấp. Bên cạnh là Russell Westbrook trong thời kỳ đỉnh cao phong độ với hai lần tham dự All-Star thời điểm đó, hay lão tướng Deron Williams dạn dày kinh nghiệm và Kobe Bryant, huyền thoại không thể động đến lúc bấy giờ. Quá khó để một cầu thủ trẻ mới 23 tuổi như Curry chen chân vào. Chưa kể thời điểm đó đầu bếp đang gặp một số vấn đề với chấn thương mắt cá chân. Vì vậy, huấn luyện viên đội tuyển Mỹ khi đó là Mark Jackson đã quyết định không triệu tập Curry. Khá đáng tiếc khi anh cùng với Danny Granger của Indiana Pacers là hai cái tên trong số 12 cầu thủ vô địch FIBA 2010 không được tham dự Olympic London. Chia sẻ về việc bị loại khỏi danh sách đội tuyển, Curry không giấu được nỗi buồn. Tôi rất thất vọng, tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời tại đội tuyển với huấn luyện viên Kay vào 2 năm trước. Tôi đã hy vọng rằng sẽ có thể lặp lại điều đó tại Olympic năm nay, nhưng kết quả lại không như ý. Tuy vậy, đây sẽ là động lực cho tôi cố gắng hơn cho kỳ Thế vận hội năm 2016. Thế nhưng lại một lần nữa, tấm huy chương vàng Olympic lại lẩn tránh siêu sao của Golden State Warriors. Stephen Curry năm 2016 đã vươn tầm một trong những cầu thủ hàng đầu NBA với chiến tích vô địch 2015 và Á quân năm 2016, cùng hai danh hiệu MVP liên tiếp. Anh hoàn toàn chắc suất một vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển Mỹ nếu được đến Rio năm 2016. Tiếc rằng viễn cảnh ấy đã không bao giờ xảy ra. Trước khi huấn luyện viên Kay chốt danh sách, ngôi sao của Warriors lẫn ban lãnh đạo đội bóng đã thông báo rằng Stephen Curry sẽ không thi đấu tại Thế vận hội năm ấy. Lý do được đưa ra là vì anh cần thời gian để chữa trị dứt điểm chấn thương mắt cá lẫn đầu gối. Tuyên bố với truyền thông, Curry cho biết, sau rất nhiều thời gian suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, cùng ban lãnh đạo Warriors và người đại diện, tôi đã quyết định rút tên mình khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển Mỹ cho Thế vận hội mùa hè 2016 tại Brazil. Tôi đã thông báo cho chủ tịch đội bóng rổ Hoa Kỳ Jerry Colangelo về quyết định này. Thật vinh dự khi được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia và được gắn biểu tượng USA lên ngực. Tuy nhiên, do một số yếu tố bao gồm cả chấn thương mắt cá và đầu gối gần đây, tôi tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho tôi ở giai đoạn này của sự nghiệp. Cần biết rằng trước đó Curry đã phải bỏ lỡ 4 trận đấu tại vòng playoff, dù đã có sự trở lại mạnh mẽ sau đó và dẫn dắt Warriors đến loạt trận chung kết, nhưng anh không thể tiếp tục cầy ải tại Olympic. Chúng tôi rất tiếc vì Steph sẽ không có mặt trong mùa hè này, nhưng chúng tôi hiểu những tình huống này phát sinh và hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh ấy. Steph là người từng hai lần đoạt huy chương vàng FIBA World Cup, người có rất nhiều đóng góp cho bóng rổ Mỹ và đã có những cống hiến to lớn kể từ khi anh ấy bắt đầu chơi cho đội tuyển tại U19 FIBA 2007. Steph đã luôn đại diện cho đất nước mình cách mẫu mực. Chúng tôi rất tiếc vì anh ấy sẽ không thể thi đấu cùng chúng tôi trong mùa hè này.
Chủ tịch đội bóng rổ Hoa Kỳ Jerry Colangelo đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Curry không thể đến Rio 2016. Tất nhiên với dàn All-Star còn lại trong đội hình như là Kevin Durant, Carmelo Anthony, Draymond Green, Klay Thompson, Kyrie Irving hay là Jimmy Butler và Paul George, đội tuyển Mỹ dễ dàng có được tấm huy chương vàng Olympic thứ 15 trong lịch sử. Sau bao lần lỡ hẹn với đại hội thể thao lớn nhất hành tinh vào năm 2020, Curry đã đưa ra thông báo sẽ tham dự Olympic Tokyo. Trả lời phỏng vấn của kênh ESPN, ngôi sao 31 tuổi nói lên khát khao được tham dự Olympic lần đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là kế hoạch của tôi, chắc chắn là vậy. Hy vọng khi ấy sẽ không có chấn thương nào ngăn cản. Tôi rất muốn được tham dự Thế vận hội. Chưa bao giờ tôi có mặt trong đội hình Olympic cả. Tôi đã 2 lần vô địch FIBA World Cup cùng đội tuyển quốc gia, nhưng chưa từng trải nghiệm Olympic. Hy vọng năm sau tôi sẽ đạt được mong muốn ấy. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao hàng đầu như LeBron James, Anthony Davis từ chối tham dự Olympic, thì Stephen Curry là lựa chọn cực kỳ chất lượng cho đội tuyển Mỹ. Sau thất bại ê chề tại FIBA 2019, đội tuyển xứ cờ hoa đặt mục tiêu rất cao ở kỳ Thế vận hội được tổ chức tại Tokyo. Ngoài Curry còn có những Kevin Durant, Damian Lillard, Draymond Green, Jason Tatum, Devin Booker hay là Chris Middleton. Sẽ thật tuyệt vời nếu Stephen Curry bổ sung thêm tấm huy chương vàng Thế vận hội vào bộ sưu tầm danh hiệu đồ sộ của mình. Thế nhưng lại một lần nữa, Curry và Olympic không thuộc về nhau. Sau thất bại tại trận play-in với LA Lakers, Curry không lâu sau đó đã tuyên bố không cùng đội tuyển đến Nhật Bản vào tháng 7. Thay vào đó, anh tham dự một cuộc thi golf dành cho người nổi tiếng như một cách để xả hơi, cùng với đó là dành nhiều thời gian cho gia đình. Lý do từ chối thi đấu Olympic của bếp trưởng Warriors không khiến người hâm mộ và giới bộ điệu bất ngờ. Đó là quyết định khó khăn. Tôi vừa cùng Warriors trải qua một mùa giải căng thẳng và lịch thi đấu dày đặc. Bên cạnh đó, vấn đề tuổi tác khiến tôi cảm thấy quãng thời gian nghỉ ngơi này thật quý giá. Tôi muốn trở lại với sân bóng, nhưng nhiều rủi ro khó lường có thể xảy ra nếu tôi cố gắng thi đấu tại Thế vận hội. Tôi tôn trọng bất cứ ai tới Vegas và chuẩn bị thi đấu tại Olympic. Tôi chúc họ thành công và đem về tấm huy chương vàng cho quốc gia. Quả thật, mùa giải vừa qua, Steph Curry đã cởi ải quá sức. Anh liên tục gồng gánh tập thể Golden State Warriors một cách quá khủng khiếp. Nếu tiếp tục thi đấu tại Olympic, mắt cá và đầu gối của Curry có lẽ sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Nói về quyết định của cậu trò cưng, huấn luyện viên Steve Kerr cho rằng: "Tôi thực sự tin rằng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa. Steph đã chơi rất chăm chỉ trong nhiều mùa giải. Cậu ấy đã 34 tuổi và cần nghỉ ngơi. Tôi rất vui khi biết rằng Steph sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình trong mùa hè này. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời trước khi cậu ấy trở lại trại huấn luyện vào tháng 9. Tất nhiên, việc không có tấm huy chương vàng Thế vận hội không làm cho sự nghiệp của Curry kém vĩ đại. Anh vẫn là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất tại NBA nói riêng và thế giới bóng rổ nói chung. Tuy vậy, các tín đồ bóng cam có lẽ vẫn cảm thấy tiếc nuối và mong muốn được nhìn thấy những cú ném 3 điểm thân sâu từ Stephen Curry tại đấu trường Olympic.